449 Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội Sangadi đã được che giấu hai tháng. Vị ấy khởi ý như vậy, ta đã phạm hai tội Sangadi đã được che giấu hai tháng. Hay ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. Vị ấy cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng bàn cho hành phạt Parivasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy trong khi thực hành Parivasa. Ta đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng ta đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng? Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng? Ta đây đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta đây trong khi thực hành Parivasa? Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng? Vị ấy cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hành phạt Parivasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Này các tỳ khưu, sau khi xác định điều ấy, vị tỳ khưu ấy nên thực hành Parivasa hai tháng. 450 Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Một tội vị ấy nhận biết, một tội vị ấy không nhận biết. Tội mà vị ấy nhận biết vị ấy cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa hai tháng của tội ấy, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hành phạt Parivasa hai tháng của tội ấy, đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Trong khi thực hành Parivasa, vị ấy nhận biết được tội kia. Vị ấy nghĩ như vậy. Ta đã phạm hai tội Sangadisesa, đã được che giấu hai tháng một tội ta đã nhận biết một tội ta đã không nhận biết tội mà ta đã nhận biết ta đây đã cầu xin hội chúng hành phạt parivasa hai tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng hội chúng đã ban cho hành phạt parivasa hai tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng đến ta đây trong khi thực hành parivasa ta đây nhận biết được luôn cả tội kia hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt parivasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng vị ấy cầu xin hội chúng hành phạt parivasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng hội chúng ban cho hành phạt parivasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng đến vị ấy này các tỳ khưu sau khi xác định điều ấy Vị tỳ khưu ấy nên thực hành Parivasa hai tháng. 451 Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Một tội vị ấy nhớ, một tội vị ấy không nhớ. Tội mà vị ấy nhớ, vị ấy cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa hai tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hành phạt Parivasa hai tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Trong khi thực hành Parivasa, vị ấy nhớ được luôn cả tội kia. Vị ấy nghĩ như vậy. Ta đã phạm hai tội Sangadi Sesa đã được che giấu hai tháng. Một tội ta đã nhớ, một tội ta đã không nhớ. Tội mà ta đã nhớ Ta đây đã cầu xin hội chúng hành phạt parivasa 2 tháng của tội ấy đã được che giấu 2 tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt parivasa 2 tháng của tội ấy đã được che giấu 2 tháng đến ta đây. Trong khi thực hành parivasa, ta đây nhớ được luôn cả tội kia, hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt parivasa 2 tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu 2 tháng vị ấy cầu xin hội chúng hành phạt parivasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng hội chúng ban cho hành phạt parivasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng đến vị ấy này các tỳ khưu sau khi xác định điều ấy vị tỳ khưu ấy nên thực hành parivasa hai tháng 452 này các tỳ khưu trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sangadi đã được che giấu hai tháng một tội không có nghi ngờ một tội có nghi ngờ giới tội không có nghi ngờ Vị ấy cầu xin hội chúng hành phạt parivasa hai tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng hội chúng ban cho hành phạt parivasa hai tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy trong khi thực hành Parivasa, vị ấy không còn nghi ngờ luôn cả tội kia. Vị ấy nghĩ như vậy. Ta đã phạm hai tội Sangadisesa, đã được che giấu hai tháng. Một tội không có nghi ngờ, một tội có nghi ngờ. Giới tội không có nghi ngờ, ta đây đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa hai tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng hội chúng đã ban cho hành phạt parivasa hai tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng đến ta đây trong khi thực hành parivasa ta đây không còn nghi ngờ luôn cả tội kia hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt parivasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng vì ấy cầu xin hội chúng hành phạt parivasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hành phạt Parivasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Này các tỳ khưu, sau khi xác định điều ấy, vị tỳ khưu ấy nên thực hành Parivasa hai tháng. 453 Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội Sangadi đã được che giấu 2 tháng Một tội đã được che giấu có chủ tâm Một tội đã được che giấu không có chủ tâm Vị ấy cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa 2 tháng của các tội ấy Đã được che giấu 2 tháng Hội chúng ban cho hành phạt Parivasa 2 tháng của các tội ấy Đã được che giấu 2 tháng đến vị ấy Trong khi vị ấy đang thực hành Parivasa có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc trí tuệ, có khả năng thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Vị ấy nói như vậy. Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này thực hành parivasa các vị ấy trả lời như vậy. Này Đại Đức, vị tỳ khưu này đã phạm hai tội Sangadisesa, che giấu hai tháng. Một tội đã được che giấu có chủ tâm. Một tội đã được che giấu không có chủ tâm. Vị ấy đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa hai tháng của các tội ấy, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ-khưu này đã phạm các tội ấy. Vị tỳ-khưu này thực hành Parivasa vì các tội ấy. Vị ấy nói như vậy. Này các đại đức, tội nào đã được che giấu có chủ tâm, việc ban cho hành phạt Parivasa của tội ấy là hợp lý sự hợp lý đem lại kết quả. Này các đại đức, còn tội nào đã được che giấu không có chủ tâm? Việc ban cho hành phạt Parivasa của tội ấy là không hợp lý. Sự không hợp lý không đem lại kết quả. Này các đại đức, đối với tội này, vị tỳ khưu xứng đáng hành phạt Manatta. 454 Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sangadi cesa đã được che giấu hai tháng một tội đã được che giấu có ghi nhớ một tội đã được che giấu không có ghi nhớ vị ấy cầu xin hội chúng hành phạt parivasa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng hội chúng ban cho hành phạt parivasa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy trong khi vị ấy đang thực hành Padifasa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc trí tuệ, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Vị ấy nói như vậy. Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này thực hành Parivasa? Các vị ấy trả lời như vậy. Này Đại Đức, vị tỳ khưu này đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Một tội đã được che giấu có ghi nhớ. Một tội đã được che giấu không có ghi nhớ. Vị ấy đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Này Đại Đức, vị tỳ khưu này đã phạm các tội ấy. Vị tỳ khưu này thực hành Parivasa vì các tội ấy. Vị ấy nói như vậy. Này các Đại Đức, tội nào đã được che giấu có ghi nhớ. Việc ban cho hành phạt Parivasa của tội ấy là hợp lý sự hợp lý đem lại kết quả. Này các đại đức, còn tội nào đã được che giấu không có ghi nhớ. Việc ban cho hành phạt parifasa của tội ấy là không hợp lý. Sự không hợp lý không đem lại kết quả. Này các đại đức, đối với tội này, vì tỳ khưu xứng đáng hành phạt manatta. 455. Này các tỳ khưu Trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sangadi đã được che giấu hai tháng. Một tội đã được che giấu không có nghi ngờ. Một tội đã được che giấu có nghi ngờ. Vị ấy cầu xin hội chúng hành phạt parivasa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hành phạt parivasa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy trong khi vị ấy đang thực hành pariphasa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc trí tuệ, có khả năng thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Vị ấy nói như vậy. Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này thực hành Parifasa? Các vị ấy trả lời như vậy. Này Đại Đức, vị tỳ khưu này đã phạm hai tội Sangadi Sesa, đã được che giấu hai tháng. Một tội đã được che giấu không có nghi ngờ. Một tội đã được che giấu có nghi ngờ. Vị ấy đã cầu xin hội chúng hành phạt Parifasa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng hội chúng đã bàn cho hành phạt parivasa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy này đại đức vị tỳ khưu này đã phạm các tội ấy vị tỳ khưu này thực hành parivasa vì các tội ấy vị ấy nói như vậy này các đại đức tội nào đã được che giấu không có nghi ngờ việc bàn cho hành phạt parivasa của tội ấy là hợp lý, sự hợp lý đem lại kết quả. Này các đại đức, còn tội nào đã được che giấu có nghi ngờ, việc ban cho hành phạt pariphasa của tội ấy là không hợp lý. Sự không hợp lý không đem lại kết quả. Này các đại đức, đối với tội này, vì tỳ khưu xứng đáng hành phạt manatta. 456 này các tỳ khưu, có vị tỳ khưu nọ đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Vì ấy đã khởi ý rằng, ta đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parifasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Vì ấy đã cầu xin hội chúng hành phạt Parifasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy trong khi thực hành Parivasa. Ta đã phạm hai tội Sesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng ta đã phạm hai tội Sesa đã được che giấu hai tháng hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng? Ta đây đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã bàn cho hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta đây trong khi thực hành Parivasa hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt pariphasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng Này các đại đức, tôi đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Tôi đây đã khởi ý rằng ta đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Hay là Ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Tôi đây đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến tôi đây. Pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây trong khi thực hành Parivasa. Ta đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng ta đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã bàn cho hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta đây trong khi thực hành Parivasa. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Vậy tôi nên thực hành như thế nào? Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn này các tỳ khưu, vì việc ấy, hội chúng hãy ban cho hành phạt pariphasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị tỳ khưu ấy. 457 Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vậy. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai Đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi trồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vậy. Bạch các ngài, tôi đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Tôi đã khởi ý rằng, ta đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Paripasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng tôi đây đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến tôi đây. Pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây trong khi thực hành Parivasa. Ta đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng ta đã phạm hai tội Sangadi Sesa đã được che giấu hai tháng? Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng? Ta đây đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã bàn cho hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta đây trong khi thực hành Parifasa? Hay là ta nên cầu sinh hội chúng hành phạt Parifasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng? Bạch các ngài, tôi đây cầu sinh hội chúng hành phạt Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Nên cầu xin đến lần thứ nhì. Nên cầu xin đến lần thứ ba. 458 Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy, đã phạm hai tội Sangadisesa, đã được che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi ý rằng, ta đã phạm hai tội Sangadisesa, đã được che giấu hai tháng. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parifasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Vì ấy đã cầu xin hội chúng hành phạt Parifasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy trong khi thực hành Parivasa. Ta đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng ta đã phạm hai tội Sangadi Sesa đã được che giấu hai tháng. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã bàn cho hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Pháp hộ thẹn đã xuất hiện ở ta đây trong khi thực hành parivasa. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt parivasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Vì ấy cầu xin hội chúng hành phạt parivasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng hội chúng nên ban cho hành phạt Parifasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên như vậy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi ý rằng ta đã phạm hai tội Sangadicesa đã được che giấu hai tháng. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Vì ấy đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy trong khi thực hành Parifasa. Ta đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng ta đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parifasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã cầu xin hội chúng hành phạt Parifasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta đây trong khi thực hành Parivasa. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Vì ấy cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hành phạt Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên như vậy. Đại đức nào đồng ý với việc ban cho hành phạt Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên như vậy? Xin im lặng, vị nào không đồng ý có thể nói lên tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy, đã phạm hai tội Sangadisesa, đã được che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi ý rằng, ta đã phạm hai tội Sangadisesa, đã được che giấu hai tháng. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng vị ấy đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Pháp hữu thẹn đã xuất hiện ở vị ấy trong khi thực hành Parivasa. Ta đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng ta đã phạm hai tội Sangadi Sesa đã được che giấu hai tháng. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã bàn cho hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Pháp Hổ Thẹn đã xuất hiện ở ta đây trong khi thực hành Parivasa. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Vì ấy, cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hành phạt Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên như vậy. Đại đức nào đồng ý với việc ban cho hành phạt Parifasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên như vậy. Xin im lặng, vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Vì ấy đã khởi ý rằng ta đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parifasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Vì ấy đã cầu xin hội chúng hành phạt Parifasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy trong khi thực hành Parivasa. Ta đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng ta đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã bàn cho hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta đây trong khi thực hành Parivasa. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Vì ấy, cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hành phạt Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên như vậy. Đại đức nào đồng ý với việc ban cho hành phạt Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên như vậy xin im lặng vị nào không đồng ý có thể nói lên hành phạt parifasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đã được hội chúng ban cho tỳ khưu tên như vậy sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng tôi ghi nhận sự việc này là như vậy này các tỳ khưu Vị tỳ khưu ấy nên xác định từ trước và nên thực hành Parivasa hai tháng. 459 Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội Sangadi Sesa đã được che giấu hai tháng. Vị ấy nghĩ như vậy. Ta đã phạm hai tội Sangadi Sesa đã được che giấu hai tháng. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Vì ấy cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hành phạt Parivasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy trong khi thực hành Parivasa. Ta đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng ta đã phạm hai tội sangadi đã được che giấu hai tháng. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Pariphasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã cầu xin hội chúng hành phạt Pariphasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Pariphasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta đây trong khi thực hành Parifasa. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parifasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Vì ấy cầu xin hội chúng hành phạt Parifasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hành phạt Parifasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên xác định từ trước và nên thực hành Parifasa hai tháng. 460 Này các tỳ khưu, Trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Một tháng vị ấy nhận biết tháng kia vị ấy không nhận biết. Tháng mà vị ấy nhận biết, vị ấy cầu xin hội chúng hành phạt Parifasa tháng ấy của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parifasa tháng ấy là tháng vị ấy nhận biết của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Trong khi thực hành Parifasa, vị ấy nhận biết luôn cả tháng kia. Vì ấy nghĩ như vậy. Ta đã phạm hai tội Sangadisesa đã được che giấu hai tháng. Một tháng ta đã nhận biết. Tháng kia ta đã không nhận biết. Tháng mà ta đã nhận biết, ta đây đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa tháng ấy của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa tháng ấy là tháng ta nhận biết của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Trong khi thực hành Parifasa, ta đây nhận biết luôn cả tháng kia. Hay là ta nên cầu xin hội chúng hành phạt Parifasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Vì ấy, cầu xin hội chúng hành phạt Parifasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hành phạt Parifasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Này các Tỳ Khưu, vị Tỳ Khưu ấy nên xác định từ trước và nên thực hành parifasa 2 tháng.